Hello tất cả đám nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugi đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi URF nè mọi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi đồ gì trong chế độ URF nha. Ui cái chú từ từ. Đồ gì cái gì thì cần phải có tiền mới lên được chứ. Có mạng chiến công đầu ngay. Ấy da, cái thằng Torres này móc tôi à. Móc ui tóc biến rồi thôi. Thì ngày hôm nay video này sẽ có chút đặc biệt nha em ơi, là mình sẽ đi rừng. Tại vì chủ đề trong video ngày hôm nay đó chính là làm cây in full red. Ê. Là cái chuối à. Ui ông Olaf FK may quá. Chạy được anh em à. Ông này rừng sẽ được mình chơi luôn á. Olaf vào lại rồi. Em sorry các anh đại. Thay em cái. Anh ơi đừng như thế mà làm người ở lại làm thế. Ok em ơi, thì ngày hôm nay theo thử thách của rất là nhiều đêm thì mình sẽ làm cây in full build đồ đỏ ở trong chế độ URF nha. Thì đây là chính là cây in ở trong truyền thuyết đó, cây in full đồ đỏ nha em ơi, red đấy, nghe là biết hấp dẫn rồi đúng không. Thì mình cầm trừng phạt nha, để mình tí nữa mình lên cái trừng phạt đụng độ nó có màu đỏ nè em ơi. Sau lưng nữa này, ông này muốn chơi tôi à, tôi chơi luôn đấy, riêng ông á. Riêng ông đấy, cái in này bé lắm anh em à. Anh em nào mà chưa chơi thì đừng quên chơi thử nha. Một con tướng mà phải nói là cái độ bé của nó phải gọi là ít con mà có thể sánh bằng được. Ui không chết, hên quá. Ây da, chết thục thường sống lâu anh em à. Chết thục thường sống lâu lắm. Hút máu cái nhẹ nè. Đấy, nói chung là video ngày hôm nay mình sẽ làm cái in full đồ đỏ nha anh em. Cái món đồ đỏ này mình lên thì món đồ nào màu đỏ thì mình lên thôi anh em. Nói chung là như vậy đó. Thì kiểu như là rìu đen nè, kiểu như là cái huyết đao nè, và kiểu như là cái dạ kiếm các kiểu á. Đấy, món đồ nào màu đỏ thì mình lên hết. Đây là ý kiến của rất là nhiều anh em muốn mình làm nha. Thì mình làm thôi. Đấy, hợp lý chưa. 5-0 ở ngay phút thứ hai luôn. Con này thì thật sự bé lắm anh em. Anh em nào mà chưa chơi đừng quên chơi ngay và luôn cho mình nha. Quẩy cực kỳ phê, biến dạng sát thủ là dạng tăng cũng cực kỳ đã luôn. Chuối nè, trời ơi KS cứ phải gọi là nục nà anh em ạ. Thì nếu như mà anh em nào có ý tưởng nào hay hoặc là thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình ở trong chế độ URF này thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình làm từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì nếu thấy hay hãy đừng quên để làm like ủng hộ mình nhé. Bấm đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Mình sẽ cố gắng làm hết thử thách của anh em nha. Thử thách ngày hôm nay đó chính là key in full đồ đỏ nha. Anh em nào mà muốn làm key in full đồ xanh hay là key in full đồ vàng hay là cái in chí mạng rồi các kiểu thì cứ bình luận ở phía dưới mình làm hết cho anh em luôn. Trời ơi chuối không như này chết thục thường sống lâu lắm anh em ơi, chết thục thường sống dài lắm. Chiếc bồ kêu ngay trước mắt này mà không ăn thì hơi uổng nhờ. Bay à tóc biến nữa à, cũng hơi nhiều trò đấy. Cũng hơi nhiều chiêu đó bạn, được phết nhờ. Hôm này chạy lực phết đấy anh em, hay chạy thoát luôn kìa. Hôm nay chạy cũng lực phết, tóc biến rồi e các kiểu nhiều trò đấy. Như nào đây, bé thì đừng hỏi luôn. Mình tin chắc rằng rất ít anh em chơi con cây này ở trong chế độ URF, thật sự rất ít luôn á. Tại vì theo mình chơi phải gọi là vài trăm trận trong chế độ URF trong mấy ngày vừa qua thì chưa bao giờ thấy ai chơi cây cả. Nếu mà có thì cũng như là chỉ có 1% trong 100 trận mình chơi á. 100 trận chắc có trận thấy người chơi à. Sự rất ít chơi nha, mình không hiểu tại sao mà tướng mạnh như vậy mà em không chơi luôn á. Đấy, quậy rất là phê luôn. Con này biến sát thủ thì lên full dam cũng mạnh, mà biến con màu đỏ này em ơi thì cũng mạnh luôn. Nói chung là con này bé cực kỳ, dam tăng được các kiểu thì thôi. Cơ động phải nói là tuyên bố mấy con sát thủ là không có tuổi nha. Thật, mấy con sát thủ solo với con này thì thật sự khá là khó để ăn cái con này. Con này solo một kinh lắm anh em. Chấp mấy cái thằng Z, chấp mấy cái thằng Akali các kiểu con đại điểu luôn. Lên full dam nha, gặp mấy ông đó chỉ cần WW cái R thêm cái bồi nữa anh em ơi là chắc chắn là có mạng luôn, khỏi nói nhiều. Thì nói chung mình cầm trừng phạt anh em ơi, để tí nữa mình lên cái trừng phạt đụng độ nó có màu đỏ nó nhìn nó cho nó đẹp đôi. Đấy, mình sẽ lên cái móng vuốt Starat nè và rìu đen nè, xong rồi những cái món nào mà có đồ đỏ mình lên hết. Đấy, mình sẽ biến đắc kinh luôn nha anh em ơi. Tại vì con này nó cũng màu đỏ mà, cái in full đỏ. Còn nếu như mà anh em nào muốn mình làm cái in full xanh á, là biến con sát thủ á, thì ok luôn. Mình thích thì mình chiều anh em.
Trời ơi, có một combo thôi anh em ơi, mắc mạnh ạ, à, mắc mạnh ạ, à. 12-0 rồi. Anh em cứ tới đây, tôi cần hết. Ui, hơn đấy, tóc biến, xém chúng á. Giờ thật sự là không thể nào mà ai solo thắng mình đó. Ít nhất là 5 người thì mới gọi là có thể ăn mình, chứ tầm này 3 người ra mình cân 3 luôn, mình thề với anh em. 3 người cân 3, 4 người cân 4, 5 người thì hên xui nha. Đấy, anh em cứ vào đây, anh em cứ vào đây, tôi đứng chờ nè. Đến tóc có chuối nè mà. Thằng này mình cố gắng đi anh em ơi, bất tử đi. Những người chết thục thường sống rất là dài nha. Lúc đầu mình chết thục tầng 2-3 mạng mà. Giờ từ anh em ơi, mình có anti nha, mình băng trụ được á. Mình nghĩ là mình băng trụ được. Mình đang muốn bất tử nè em ơi, nên cứ từ từ thôi. Đấy, cứ từ từ thôi, bình tĩnh thôi anh em ơi. Lá trắng với chúng tôi à. Double kill 14-0. Trận này cố gắng lên tầm 30 sát đi anh em ơi. Chứ trận này 20 sát gọi là quá dễ rồi. 30 sát đi. Trận này mình sẽ cố gắng bất tử nha. Lúc đầu chết thục tận 2-3 mạng, mình giờ sống phải gọi là dai vắt cái đái à. Giờ mình mạnh lắm rồi đó. Mấy ông này ra đây, bắt ông Tret này dễ trước á. Tóc biến à. Chạy đi đâu bạn ơi, mình xin nhá. Echo nữa, một mồm ông bạn. Chạy đi đâu nè. Không có anti đây em ơi, thằng này chết chắc rồi. Tưởng có anti thì chạy được, chứ không có anti là mình xin luôn. Gạt nhẹ không có TF này luôn. Ra bao nhiêu cân bấy nhiêu nha. Giờ mạnh thật sự, không đùa với anh em. Giờ bái lắm. 16-0. Mình gọi là hơn cấp hơn đồ ở ngay thời điểm hiện tại rồi. Rất là ít ai có thể đánh lại mình. Phạm nốt cái đợt này về nhà mua đồ cái. Gần 3,5 tiền. Wow, kinh khủng với anh em à. Thì mình mang cái bản ngọc đó chính là thu thập bắt ám luôn nha. Tại vì cái bản ngọc này nó màu đỏ luôn á. Nhìn nó cũng khá là đẹp. Nói chung là tất cả những thứ mình đang mang nè đều là màu đỏ nha anh em ơi. Đều tất cả là màu đỏ. Từ bản ngọc, từ skin tướng, từ đồ và cả trừng phạt, cả cách lên đồ các kiểu nữa. Nói chung là tất cả đều là màu đỏ. Đấy, đây là thử thách của nên đặt ra cho mình nha. Thì anh em nào mà muốn mình làm cái gì nữa thì đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện tất cả nha anh em ơi. Thank you nó rất nhiều. Đây 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 đây, thằng này sẽ là thằng thứ 17 nè. 17 nè. Ủa, ông Nili. What, sao ông ăn được ta? Ây da, hello. Hello bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chạy 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 chạy. Nó chạy rồi, nó chạy rồi chứ. Căng thế, căng thế. Ồ, chạy căng thế. Ôi, what the fuck. What the fuck. Chạy thế này tôi chịu đó. Trời ơi, nó chạy kìa. Không chạy má ơi luôn, chạy má ơi luôn thiệt chứ. À rồi, mình thấy con khí nhích trong đây nè, cào cào trong đây nè. Nhìn nó về rồi sao á, à, nó kìa anh em, nó kìa anh em. Nó mới bắt cái thằng đồng đội của mình kìa. Đó, mình gần 5 người tụi mình chưa về nhà mua đồ anh em ơi. Mình farm từ bot tem bạn lên top tem mình luôn. Farm nguyên cái map. Rồi, 4,600 tiền về nhà mua đồ rồi, 16-0. Mình không về nhà mua đồ thì giờ mình đang khá là yếu á. Mình đang thọt đồ á, giờ về nhà mua đồ một phát là lên được 20 món đồ. Rượu đen nha, giờ lấn trừng phạt nha anh em ơi. Rồi, 1, 2, 3, 4 món màu đỏ nè. Giờ mình farm nốt mình về, mình lên cái món Wustarat nữa là 4 món màu đỏ hoàn thiện nha. Thêm cái trừng phạt nữa là 5 anh em ơi. Ở dưới boss này, cái boss có A đẩy nè, có A đẩy nè. Ây da, bạn cào cào. Cào cào ơi. Ây da. Hello, hello, come here baby. À đây. Rồi, xong eco rồi. Ây, cứ anti ghét thế nhờ, cứ anti hãy chạy về thôi. Khó chịu thật. Ây, 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 nó kìa, một lần nữa em ơi. Lần này thì hết anti rồi, chạy đâu bạn ơi. Quá ta là ba bọn nha. Rồi, cho chúng xong rồi. Uầy, W của mình mạnh phết ra. Cũng được, quá nhờ. 17-0, trận này cố gắng bất tử đi. Mình cố gắng trận này lên tầm 30 sát đi anh em. Tầm 30 sát đi, chứ trận này 20 sát là quá dễ rồi. 30 sát thì hên xui nha, còn 40 thì gọi là hơi khó đó. Mình sẽ cố gắng xem sao. Hello Khajit ơi. Bạn này chạy đi đâu nữa mà chạy với tôi. Ơ rồi không được kìa. Má ơi, rồi không được anh em mà, cấu thật chưa. Không đủ tầm rồi sao á. Còn bạn này như nào. Solo tới đây. Cào cào gãy cánh nè.
cao cao gãy cánh nè anh em ơi. Torres, mình mới thấy Torres ở trong đây nè, mới thấy nó là ở đây rồi. Lại là what, lại là hàng thơm, lại là hàng thơm, mình cân được hết nè anh em ơi, mình cân được hết, mình mạnh vắt cái đói à. 21-0 triple kill, một mình cân 3 luôn, hình như lúc có trợ giúp một tí bằng cái anti và cái dép hay sao á. Mình thề với nó luôn là nãy giờ rồng là một mình ăn hết, team mình nó không có quan tâm rồng luôn mà. Nhưng mà rồng này là tăng sức mạnh cho mình gọi là vĩnh viễn á, nên mình cũng phải cố gắng mình ăn cái. Giờ mình sẽ cố gắng làm một cách có thể để mình mạnh liên tục anh em à. Mình đang cố gắng muốn bất bại mà, lập cái luật với cái in new. Ok chưa? Cái in full red nha. Cái in full đỏ nha anh em ơi, đỏ lét đỏ lè luôn. Thằng này đỏ như máu luôn à. Xanh lét luôn á. Phải nốt việc nhà lên đồ thôi. Bây giờ muốn giết tem bạn cũng không có chịu ra đâu. Mà giết nhanh quá tem bạn đầu hàng anh em ơi, không kịp lên đồ đâu. Tại vì muốn là full đỏ thì mình phải là 6 món đỏ lần. Bây giờ thì mới về được có 4 món à. Ok giờ mua nốt cái này đã nha. Cái món mút Starrush nè. Giờ còn món nào đỏ nữa ta? Mình tìm xem thử nha anh em. Mình tìm xem thử cái món nào đỏ nữa ta. À đây rồi, hit down. Rồi hit down nha, hợp lý chưa, hợp lý chưa. Tí nữa mình về lay mình full đồ, mình mua thêm một cái bình thuốc lắc nữa, màu đỏ luôn. Hợp lý chưa anh em ơi? Cái gì cũng liên quan đến màu đỏ hết. Anh em thích chưa? Ấy 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 chuối chuối. Ấy da. Ok, không ăn được bạn này thì ăn bạn này thôi. Trời ơi, chuối đâu ra mà nó cứ ra hoài ta. Mình cân hết anh em ơi. Xin thôi, ông tép nữa. Chạy đâu nữa mà chạy. Lại đây đi. Chạy không nổi nè mà, mày muốn rượt là chạy không nổi nha. 23-0 rồi. Tôi tới cho bạn nè. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. Cố gắng làm chi bạn ơi. Mình muốn rượt mà bạn chạy sao nổi. 24-0 rồi. Wow. Đỉnh 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 anh em ạ. Anh em đẩy từ từ thôi. Anh em này, cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Wow, anh em đẩy thẳng mít luôn kìa. Rồi đây Nili ơi, tôi cứu cho nè. Nili không bị rượt nữa. Ồ, chuối 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 anh em à, chuối anh em à. Đây nè, trời ơi, ở đâu cũng có chuối hết. Nói chung là mình xanh á, mình thấy ở đâu cũng có chuối hết anh em à. Đây nè, một trái nè. Ui, trái thứ hai bị bóc rồi. Nhìn nhà mua đồ thôi anh em ơi. Rồi đủ đủ đủ, thêm một cái hít kiếm nè, là đủ đồ nè. Không cho tôi về mà. Không cho tôi về mà. Ây da, chưa làm cái gì bạn luôn bạn anti rồi. Cũng hơi bị nhanh tay đấy. Chưa kịp làm cái gì bạn luôn bạn anti rồi đó. Rìu mảng xà cũng màu đỏ này mà. Rìu mảng xà hít kiếm cũng màu đỏ luôn. Mình không tin là trong Liên Minh Huyền Thoại nhiều đồ màu đỏ đến vậy luôn á. Anh em nghĩ là rìu bắn xà hay là huyết kiếm cái nào đỏ hơn? Thật sự là mình thấy cái nào nó cũng màu đỏ này mà. Nhưng mà lên rìu bắn xà thì nó lại thích hợp và mạnh hơn cho con Kain này. Ấy nên mình sẽ quyết định là lên rìu bắn xà nha. Lạ anh Ti ạ. Lạ là anh Ti ạ. Giờ còn dư lộn, giờ còn thiếu một cái slot đồ để mình lên cái huyết kiếm nè. Giờ mình lên một cái móng Star Rush nữa là full đồ rồi. Trời ơi, không được được, không được kịp. Từ từ nha. Đây này còn đi farm, còn đi farm, đi farm. Trời ơi, tôi cân hết anh em à. Không hiểu à. Ôi Sake nha, trời ơi, mình hồ máu kìa. Như hắc luôn, wow. Một mình cân 3. Mình thề với anh em là giờ mình một mình cân 5 được luôn á. Mình thề với anh em, giờ 5 đứa ra là mình cân 5 luôn. Nhưng mà nãy giờ lẻ không à, không có ra 5 đứa được. Giờ mình còn rất là nhiều món đồ đỏ mà mình có thể lên được anh em à. Còn rất là nhiều, ít nhất là phải tầm gọi là 2-3 món nữa mà mình chưa lên được. Mà trong cái liên minh này là 6 slot đồ là full rồi, nên mình chỉ lên được 6 món đỏ thôi. Chứ thôi là còn huyết kiếm nè, còn quá trời luôn á. Giờ mình lên, mình về mua cái món Star Rush cái đã. Thôi anh em này thắng nữa bây giờ. Rồi nha, full đồ đỏ này ok chưa?
tôi nữa thích á, thì mình về mình mua thêm một cái thuốc lắc nữa là full đỏ luôn. Why? Một mình ông kia cân 4 đứa hả? Tôi là nhân vật chính mà. Sao các bạn mạnh đến như vậy? Đây nè, bạn thứ 30 đây mà. Bạn thứ 30 nhá. Hoàn thành xuất sắc cái thử thách mà anh em đặt ra cho mình. Key in full red rồi đầu hàng luôn. Ok, và tạm biệt tất cả anh em nha. Vậy hẹn lại anh em lần sau. Hãy chắc rằng nhớ like và stream của mình nhé. Bye bye.